Review cả thế giới, ăn thử xà phòng cục. Ê, thiệt không ngờ là nó ăn được luôn á, nhưng mà hơi ngán một tí để mình tìm cái gì giải khát nha. Tiện trong nhà đang có cà phê lau ra của ca sĩ Nhật Kim Ân nên tôi lấy ra uống luôn. Cà phê này thì hương vị vô cùng đậm đà, béo béo ngọt ngọt, có cả nấm linh chi và đông trùng hạ thảo, rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là chất cà phê vô cùng sánh kèo, ai cũng thích mê. Tôi mới order 4 hộp mà bị uống té mất 2 hộp rồi. Đợt này phải order thêm để Tết đại khách mới được. Vừa ăn bánh xà phòng vừa uống cà phê thơm béo, quả là phê. Đùa với các bạn chút thôi, đây là món sô-cô-la hình xà phòng nha. Vị khá ngon và thơm béo, rất đáng để trải nghiệm.